Rồi mến chào cả nhà ha. Đã quay trở lại với kênh Shop Động của em. Thì hôm nay em lên cho cả nhà là 24 sản phẩm đồ đồng các loại ha. Thì cả nhà có sưu tầm món nào thì cứ điện thoại số điện thoại cho màn hình của em ha. Thì sau đây em lên mã số 1 cho cả nhà. Đây là cái tượng là nhất lông chanh châu ha. Cái tượng nhất lông chanh châu này là nặng là 8 kg. Và chiều cao của tượng này em đo được thì khoảng là 35 phân ha. Và chiều ngang cho mặt chăn đới thì khoảng là 20. Thì đặc biệt cái tượng này là đây là một cái viên ngọc gầy cả nhà. Cái viên ngọc đây là một cái viên hoa lê màu xanh ha. Cái viên này đáng để sưu tầm nha. Rất là còn nguyên vẹn ha. Và mặt sau đây, mặt sau là không tiền quét luôn. Đây là cái tượng nhất lông chân châu rất là đáng để sưu tầm nha. Thì cái nhà sưu tầm tượng này về là 4.500.000. 4.500.000 cho tượng nhất lông chân châu mã số 1 ngày hôm nay. Và tiếp theo hôm nay em lên ở nhà đây là một con sư tử mã số 2. Cái con sư tử này nặng là 7.4 kg và chiều dài thì khoảng là 40 ha. Và chiều cao thì khoảng là 20 ha. Đây là con sư tử đáng để sưu tầm nha. Cái bồn rất là đẹp luôn cả nhà. Cái bồn sư tử đáng để sưu tầm, rất là nguyên vẹn luôn ha. Và con sư tử này là 3.900.000. 3.900.000 đó là cho con sư tử mã số 2. Và tiếp theo là mã số 3. Đây là một cái con hổ tài lộc. Con hổ tài lộc này nặng là 3.5 kg. Và chiều cao là 20 phân và chiều dài thì khoảng là 21 phân ha. Chắc về một đồng cũ hết cả nhà. Đây là con hổ ôm nguyên một củ tài lộc đấy ha. Rất là đẹp luôn, rất là còn nguyên vẹn ha. Thì cả nhà sưu tầm tượng này giờ là 1.600.000 nha. 1.600.000 đó là mã số 3. Và tiếp theo là mã số 4. Đây là một cái con lông quy. Con lông quy chắc liền một đồng cũ ha. Tượng này nặng là 3.5 kg và chiều cao là khoảng là 16 phân và chiều ngang thì khoảng là 20. Đây là con lông quy đang đứng trên một cái thỏi vàng rất là đẹp luôn ha. Và đặc biệt thì trên đây có cổng một con rùa luôn. Thì các nhà sưu tầm tượng này về là 1.5 kg nha. Đó là mã số 4. Và tiếp theo là mã số 5. Đây là hai tượng thần tài và hổ đĩa ha. Thì chắc liền bằng đồng nhưng mà em đã đánh bóng ngoại vàng này ha. Và trọng lượng cái hai tượng này là 4.9 kg và chiều cao là mỗi tượng gì là 20 cm ha. Và tượng này vẫn là 20 cm và chiều ngang mặt chân đế thì khoảng là 14 phân và tượng ở đây vẫn là 14 phân ha. Thì cả nhà phóng viên thỉnh hai tượng thần tài hữu địa về là 2.300.000 nha. 2.300.000 cho tượng thần tài hữu địa, đó là mã số 5. Chắc là còn nguyên vẹn ở cả nhà. Đó là mã số 5 của ngày hôm nay. Và tiếp theo là mã số 6. Đây là một cặp tỳ hưu đồng. Đây là cặp tỳ hưu đồng này nặng là 4.2 kg ha. Và chiều cao thì khoảng là 17 phân. Và chiều dài của cặp tỳ hưu này em đo được thì khoảng là 26 phân ha. Chất liệu một đồng cũ đó cả nhà. Đây là đôi tỳ hưu có đôi cái cánh cả. Rất là đẹp luôn ha. Và đặc biệt thì có một cái sừng luôn, rất là còn nguyên vẹn và mặt đế có chuyện. Thì giao lưu cái nhà cặp tỳ hưu này là 1.900.000 nha. 1.900.000 đó là mã số 6. Và tiếp theo là mã số 7. Thì cái nhà hữu duyên tượng Quan Âm Bồ Tát nha. Đó là trọng lượng thì khoảng là 2.3 kg và chiều cao đo được thì khoảng là 20 ha, 30 phân và chiều ngang thì khoảng là 10 phân. Đây là tượng Quan Âm Bồ Tát đang đứng trên một tọa sen ha. Thì cái nhà hữu duyên tượng này về là 1.5 kg nha. 1.5 kg đó là mã số 7. Và tiếp theo là mã số 8. Đây là một con mèo tài lộc. Con mèo tài lộc này nặng là 3.6 kg ha và chiều cao thì khoảng là 22 phân và chiều ngang thì khoảng là 15 phân ha. Thì đây là sắp tới 5 con mèo rồi ha. Thì cái nhà sưu tầm con mèo tài lộc về mà ăn rất là phát đạt luôn nha. Đang ôm một hũ tài lộc đây và cây nhĩ đây chắc liền một đồng hết đó cả nhà. Và một đế rất là nguyên vẹn luôn ha. Thì cái nhà sưu tầm tượng này về là 2 triệu đồng nha. 2 triệu đồng đó cho mã số 8. Và tiếp theo là mã số 9. Em lên cái nhà đây là một tượng chú bé thổi kèn. Và trọng lượng của tượng này là 5.4 kg ha. Đây là một tượng đồng châu Âu nha. Và trọng lượng thì chiều cao là 39 cm và chiều ngang thì khoảng là 17 phân ha. Chắc liền một đồng hết đó cả nhà. Đặc biệt thì đế dưới là bằng nguyên một lớp đá ha, rất là đẹp luôn. Thì chú bé thổi kèn đây thì cái nhà sưu tầm tượng này về là 2.800.000 nha. 2.800.000 cho tượng chú bé thổi kèn mã số 9. Và mã số 10. Đây là một cái án gồng. Cái án gồng này rất là hiếm gặp nha. Thì trọng lượng của án này là 2 kg và chiều cao thì khoảng là 15 phân và chiều ngang giữa án với nhau là khoảng là 10 phân ha. Và cái án này vuông nha cả nhà. Đây mặt trước, đây mặt trước các tầng nguyên dạng ha. Và mặt đây có nguyên một con gồng luôn ha. Mặt bên đây đây thì hung rất là đẹp luôn ha cả nhà. Cái án này rất là còn nguyên dạng ha. Thì cả nhà sưu tập cái án này về là 1.4 kg nha. 1.4 kg đó là mã số 10. Và tiếp theo là mã số 11. Đây là tượng ông táo nha. Và tượng ông táo này nặng là 5.3 kg và chiều cao thì khoảng là 20-25 phân ha. Và chiều ngang mặt chân đế thì khoảng là 16 phân và chiều sâu thì khoảng là 14 phân ha. Thì sắp tới ngày đưa ông táo về vậy ha. Thì cái nhà thỉnh ông táo này về lặng thờ cho đủ bộ luôn nha, cho bếp ga bếp củi cũng được và mặt đế có chuyện luôn. Thì cái nhà thỉnh tượng này về là 2.700.000 nha. 2.700.000 đó là cho mã số 11. Và mã số 12. Đây là một cặp chân nến chim công. Cặp chân nến chim công này nặng là 3.3 kg và chiều cao thì khoảng là 32 phân và chiều ngang mặt chân đế thì khoảng là 11 phân ha. Đây là cặp chân nến thì cả nhà có để đăng ký trên đây ha, rất là còn nguyên vẹn luôn. Thì giao lưu cả nhà cặp chân nến này là 2 triệu đồng nha. 2 triệu đồng đó là mã số 12. Và mã số 13. Đây là một con mèo đồng. Con mèo đồng này là lên ten đen luôn rồi ha. Và trọng lượng thì khoảng là 3.2 kg
và chiều cao thì khoảng là 14 phân và chiều dài thì khoảng là 24 phân ha. Chất liệu một đồng cũ hết cả nhà. Đây là con mèo đáng để sưu tầm ha. Mặt đế có chuyện luôn. Thì cả nhà sưu tầm con mèo này về là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu đó cho mã số 13. Và tiếp theo là mã số 14. Em lên cái nhà này ba cái sản phẩm nha. Ba cái sản phẩm bằng đồng thì trọng lượng của ba sản phẩm này là 3 kg và tương đương với mỗi sản phẩm là 1 kg ha. Đầu tiên là cái ống bút thì cao khoảng là 11-12 phân ha, và miệng của ống bút thì khoảng là 9 phân, quay là cái thủ trang sức thì khoảng là 10 và chiều ngang thì khoảng là 10 phân ha. Và đây là một cái cấu giả thuốc, cấu giả thuốc thì khoảng là 23 phân làm đo tới cán luôn nha, và miệng thì khoảng là 8 phân. Đây là cái cấu giả thuốc tôn của Hoa Đà ngày xưa ha. Đây ống Hoa Đà ha, và xung quanh thì các còn nguyên vẹn ha. Thì cái nhà sưu tập về bao có nhầm cũng đẹp luôn, thì giao lưu cho cái nhà này là 950.000 nha, 950.000. Và sản phẩm thứ hai đây là hũ trang sức. Hũ trang sức đây là một cái con trâu luôn ha, chắc là còn nguyên dạng. Thì cả nhà sưu tầm cái hũ về cũng 950.000 luôn ha. Còn nguyên cái ống bút, đây là cái ống bút thì cả nhà sưu tầm về để bà làm việc cắt viết là bao có nhầm chữ đẹp luôn. Giao luôn cho nhà cái ống bút này là 900.000, 900.000 đó là cho mã số 14. Và tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 đây là một tượng da cát lượng, thì tượng này nặng là 9 kg, tượng này rất là lớn nha. Và chiều cao được là 46 phân. Và chiều ngang chỗ hai cái tay là 40 ha, tượng này rất là lớn đó nha. Và mặt chân đế thì khoảng là 16 phân ha, và chiều sâu thì khoảng là 17 phân. Đây là một tượng thằng dân ha, hô mưa gọi gió đây. Thì giá nhà sưu tầm tượng da cát lượng này giờ là 3,8 triệu nha. 3,8 triệu đó là chào anh mã số 15. Mã số 16 hôm nay đây là bộ tam đa khúc lộc thọ, bộ này lỡ lớn nha, và trọng lượng của bộ này là 5 kg, và chiều cao thì khoảng là 24 phân cho mỗi tượng nha. Và chiều ngang mặt chân đế thì khoảng là 10 phân, đều kích thước thì giống nhau ha. Đây là tượng ông thọ đây, ông cầm một quả đầu tiên đây, và một đế có chuyện hết ha. Thì có nhà tính ba tượng này về là 2,8 triệu, 2,8 triệu cho bộ tam đa khúc rõ đó là mã số 16. Và tiếp theo là mã số 17. Đây là một cái gạt tàn kỷ quân lục chiến, và trọng lượng của gạt tàn này nặng là 2,8 kg ha. Và chiều ngang của cái gạt tàn này khoảng là 17 phân, và chiều cao là 5 phân ha. Đây là một cái gạch tàn đồng nguyên khối cả nhà. Đây có trung tâm huấn luyện quân lục chiến ha, quế là nặng 1968. Thì cái gạch tàn này rất là cũ rồi ha, thì cả nhà sưu tầm về đánh bóng vệ sinh lại rất là sáng luôn. Thì giao lưu cái cả nhà cái gạch tàn mã số 17 là 1,6 triệu nha, 1,6 triệu mã số 17. Và tiếp theo là mã số 18 hôm nay, đây là một tượng quan công trắng ải ha. Tượng quan công này nặng là 9,4 kg, và chiều cao tổng thể là 45 phân nha, và chiều ngang thì khoảng là 17 phân, và chiều sâu của tượng này thì khoảng là 15 phân luôn ha. Đây là tượng quan công trắng ải ha, và trước là có nguyên một con rồng nha, mặt sau đây, mặt sau rất là nguyên ha. Thì cái nhà sưu tầm tượng quan công trắng ải về là 3,8 triệu nha, 3,8 triệu đó cho mã số 18. Và tiếp theo là mã số 19. Đây là một cái cây tiền song cốc. Cây tiền song cốc này nặng là 3,7 kg, và chiều cao là 23 phân, và chiều ngang thì khoảng là 17 phân, chắc là một đồng cũ ha. Gồm có hai con cốc đang giả tiền trên cây đây ha. Cây này là cây du tài hút lộc ha. Thì có nhà sưu tầm về để bằng tài đĩa rất là hợp nha. Thì giao lưu có nhà cây tiền song cốc là 1,8 triệu cho mã số 19. Và tiếp theo là mã số 20. Mã số 20 đây cũng là một tượng quan công trắng ải luôn nha. Và tượng này nặng là 4,5 kg, và chiều cao thì khoảng là 34 phân, và chiều ngang mặt chân đế thì khoảng là 13, và chiều sâu của tượng này thì khoảng là 10 phân ha. Đây là một nguyên một con rồng đang ăn trước luôn ha. Thì cái nhà sưu tầm tượng quan công này về mã số 20 là 2,2 triệu, 2,2 triệu cho tượng quan công đó là mã số 20. Và tiếp theo là mã số 21. Đây là cụ thuyền thự ha, đây là một cụ thuyền thự cốc nặng là 5,8 kg, và chiều cao thì khoảng là 20 phân ha, và chiều dài của tượng này thì khoảng là 25 phân, chất liệu một đồng cũ đó cả nhà. Thì đây là nguyên một trên có một khối vàng và một tượng bất quái nha, mặt đế rất là còn nguyên vẹn ha. Thì cái nhà sưu tầm tượng cấp này về là 2,000 đồng, 2,000 đồng đó cho mã số 21 của ngày hôm nay. Và tiếp theo là mã số 22. Đây là một con sư tử Pháp khổng lồ, về trọng lượng của con sư tử Pháp này nặng là 23 kg, rất là lớn nha. Và chiều dài mặt chân đế em đo tới cái đuôi luôn là 56 phân, và chiều ngang của chỗ mặt chân đế thì khoảng là 21 phân ha, rất là lớn nha cả nhà. Và chiều cao, và chiều cao thì 30 phân, tượng này rất là lớn nha. Đó là mã số 22, mặt sau rất là còn nguyên vẹn ha. Thì có nhà sưu tầm tượng sư tử Pháp mã số 22 nặng 23 kg là 10,000 đồng nha, 10,000 đồng cho đó là mã số 22 của ngày hôm nay. Và tiếp theo là mã số 23. Mã số 23 đây là một cái siêu phẩm nha, một cái siêu phẩm đây là bộ trúc quá long.
bộ chút qua lông này hồi nãy em căng trước cho cả nhà mình là 19kg ha. Đây gồm có đỉnh em đo được thì khoảng là 55 phân ha, và cặp chân đèn thì khoảng là 50, và chiều ngang cho bánh xe đèn ở trên thì khoảng là 15 phân nha, và nghiêng chỗ cái thân chỗ bình chỗ cái lư thì em đo được là khoảng là 30 phân ha, rất là lớn ha cả nhà. Đây là một bộ lư hàng thủ công nên cả nhà nhìn thấy rất là sắc sảo luôn ha, nguyên một chút qua lông đây, nguyên một con rồng không tì vết luôn ha. Thì bộ lư này hơi cũ rồi nhưng mà cả nhà nhìn nó bóng lên rất là sáng nha. Đây cái đỉnh đây, nguyên đỉnh chút rất đáng để sưu tầm nha, rất còn nguyên vẹn. Thì bộ chút qua lông này giao lưu với cả nhà bộ 16 triệu đồng nha, 16 triệu đồng cho bộ lư chút qua lông, đó là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Thì cả nhà cứ sưu tầm được cái món nào thì cứ liên hệ số điện thoại màn hình của em ha. Thì mến chào cả nhà và hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo.